ở đâu? Đừng nghe đấy. Thế này, này bên cạnh nhà cho nó máu này. Dựng nhanh cái không địch nó bắn chết mẹ ai. Ông ba cái dựng lên trên hộ cái, được chưa? Dựng cái này tôi với ông làm hàng rào phòng thủ. Nào, đi nha. Mẹ đứng đây, tôi đố cho nó qua không ạ? Đấy, mấy thằng đồng đội đã có thằng nào cũng cục mẹ rồi. Đẹp quá. Gì friend? Nếu có hành động chứ. Dạ, tôi với ông đứng mẹ ở đây này. Đây này, đứng vào cái chỗ kẽ này. Ông đứng bên kia đi. Người anh em, lên phía trước đi. Mẹ, cái này là mình che cho bông keo chứ không phải bông keo che cho mình các bạn ạ. Thôi, quay đằng sau. Ui, hàng rào phòng thủ, mẹ tao đố chúng mày bắn đấy. Chúng mày bắn đi, chúng mày bắn đi. Rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sổ ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yeah, chào anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Chúng ta có sự tham gia của Tây Dũng nữa. Hôm nay chúng ta đến với chương trình đi du ngoạn Thái Lan. Anh em ạ, nói chung là hôm nay Thái Lan đấy các bạn. Khá bất ngờ đấy. Đây mấy anh Thái, Thái khựa đấy. Nếu hiểu sao bọn này cũng nghèo y như mình. Mẹ đi ra tao cũng... Thật nà. Sao bọn đi khả. Tao không có quần áo mặc bạn ạ. Mày là méo thì có. Mẹ ông còn kiểu cày level mấy rồi đòi có. Mẹ tôi lên đi level 10 này. Level 2. Level 2 là méo thì có quần áo. Ai mà biết được mẹ. Vãi ở chip money. Mai bên nhau bạn nhớ. Uầy, người ấy đâu bạn ơi. Ui dồi. Ui, ui đông thế. Ôi mấy anh. Đừng, bắn chết mẹ đi. Ui, thằng bóng chày này. Thằng bóng chày mày này. Hay quá, tao bắn nốc hai đứa rồi. Hay quá bạn ơi. Còn ai không? Đây đây, thằng này, Samurai này. À, Assassin này, mày Assassin này. Tao lại đéo ăn được mạng nào luôn. Có gì tí tao mua súng cho, mẹ nhiều tiền tao mua súng cho. Ê bà. Ê, thế tí mày mua bông keo thì tao mua hai súng cho Dũng ạ. Thế cho nó dễ, có súng chơi đúng không? Tao triple kill 3 mạng này chắc được nhiều tiền. 1.200. Thế chắc là mình chỉ đủ mua mấy trái đây. 1.200. Mày mua được mấy trái? 200 x 6. 200 x 6. Mày mua được mấy trái? 1, 2, 3, 4, 5. 6 trái đủ. Ừ, tao mua cây thông sơn. Mày mua 6 trái, vứt tao 3 trái đi. Vứt cây thông sơn đây. Mẹ, có mỗi một cây thông sơn. Để tao xài đi mày. Cho cả tao, đéo hiểu mẹ, sao. Mẹ, đéo đủ tiền. Vãi cả lìn. Vứt một keo đây. Bạn yes. Mình rồi. Bạn bảo bạn mua súng đây. Cho mình. Tao mày trốn mẹ ra chỗ nào kiểu xây đi. Dũng ơi. Thế là bạn coi thừa mình rồi. Ui. Đâu? Trốn đâu? Đây, kệ mẹ chúng nó bắn nhau đi, tôi với ông ra đây dựng chơi này. Ok. Quan tâm mèo gì. Đây tôi dựng trước cho, tôi dựng trước cho. Dựng này. Dựng trước cho. Ok. Dựng này anh em tí con trèo lên được. Rồi, dựng đi bạn ơi. Dựng khoảng cách đều đều tí nhá. Ừ, đều đây. Đấy, tôi chạy xung quanh này. Các bạn thấy không ạ? Bông keo mới ấy, xe vừa thái. Các ông nhìn đẹp không? Đấy, ôi, vãi trưởng. Vãi dòng các bạn, được thực sự. Ừ, kệ mẹ nó đi. Lên đây kiệu, kiệu chơi bạn ơi. Nhanh không cho nó đến mẹ rồi. Mình không có hành động. Đây này, trèo lên. Mấy thằng đồng đội ngu. Trèo đi, trèo đi. Tao để mày trèo trước. Tao mỏi chân, tao mỏi chân vãi lìn rồi. Ô, tao trèo lên người. Ô. Nhanh ui. Lên, nó đến nó bế mẹ đi. Im. Cái bông keo này dựng hơi sát. Đấy, cái bạn ơi, chờ bạn tí, ơi. Tao thấy địch muốn đến mẹ ơi. Ok, nhanh lên, thủng bông bây giờ. Ui, đến mẹ rồi bạn ơi. Bây giờ xuống bắn đi. Thôi méo, đứng ở trên bắn này. Con lợn này. Kìa một thằng sau kìa. Mày này, mày như này. Hay quá. Ôi, hay quá, tao bắn được mà. Ui dồi ôi, đang trèo lên trên. Thôi, mình nhớ cần bạn mua súng cho nữa. Cảm ơn, đéo cần. Thôi đây, thôi đây, thôi đây, thôi đây, đây. Thôi đéo lúc cần, hãy. Có súng rồi. Cái bông keo ở trên, ông mua méo sát. Mua thêm bông keo anh em chiến đi. Đấy, mua rồi đây. Đây, 3 bông keo nhá. Không biết mình còn đủ tiền. Tao đéo mua hộ mày nữa đâu đấy. Mẹ tao đéo cần, mẹ tao còn mua được cả X-M8 cơ mà. Các bạn ạ, à, bảo mình mua hộ bông keo xong tự mua thông sơn. Thế mà bảo mua thêm súng cho mình. Đây, 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 đây. Dũng ơi, Dũng ơi, đây. Lúc nãy mày dựng bông keo cái trên cùng nó không kiểu không sát lắm. Đây tao đây, dựng để mình... cái đấy. Mày, mày. Tao có 4 quả mày ơi, thôi không sao. Mẹ, thôi được rồi, ra đây Dũng ơi. Tao dựng trước cho. Anh em thực lượng. Dựng nó khoảng cách thấp thấp tí anh em dễ nhảy. Hết à? Hết mẹ rồi, có 2 trái. Nữa đi.
Đây. Cái nữa đi. Mấy cái rồi. Được rồi, lên hộ cái. Tao nhảy cái. Ừ, đã dựng bông keo ông dựng sát sát tí còn dễ lên. Cái đấy. Mày... Lên được bạn ơi. Ừ, tao tưởng. Tao tưởng mày dựng ngu. Đứng lên hẳn trên con nào. Tao đứng tao bắn mấy thằng ở dưới nhá. Mấy thằng súng vật này. Ôi. Thế dựng bông keo ngu à. Ui, nó bắn tao kinh vãi. Dũng ơi, toang mẹ ơi. Thằng méo mình à, đang, thằng méo bắn mình mày đang á. Nhé bạn nhá. Mình lên chưa? Kéo lên được không? Nhanh mẹ lên. Không lên được à? Ừ, đen thế nhỉ. Ừ, mẹ chắc tao ông chỉ lên đến nửa thôi. Ông kiểu ông dựng bông keo không đúng kỹ thuật rồi. Tí một bông keo dựng tiếp ông ạ. Ừ, kệ được. Mẹ có thằng nào nhỉ? Ui, mẹ cứu Dũng ơi. Ôi hai đứa này, chết mẹ ơi. Đấy, móc chết mẹ đi. Anh giở hơi bắn tao. Ui dồi, hay quá. Double kill nhỉ. Tuyệt vời. Thôi lấy thấy thêm bom keo bọn này đỡ phải mua bạn ạ. À. Ôi, nhưng mà tôi hết mẹ rồi mua. Ok, chúng ta ba chém bom keo nhé. Mất mẹ súng à? Ô, tôi bị gục cả tội mất súng không ạ? Ui. Không sao bạn, mình cho bạn một khẩu. Tao có X18 mà không cần. Bom keo có rồi. Lên trên này dựng cho nó cao rồi Dũng này, xong rồi anh em mình trèo cho nó đã này. Thấy không? Kệ luôn. Đây đi. Ừ, lên mẹ trên này này, đó. Anh em mình dựng trên này cho nó máu. Nó phải ở cái trình độ của nó phải máu như thế này. Mày dựng ở bên trên này, hóa ra dựng trên đấy à? Đây thôi, đứng đấy tí mẹ nó không hay lắm. Dựng nó thấp thấp thôi anh em, một nhảy ví dụ kiểu này này, Dũng này đấy. Ok ok. Tôi dựng trước cho tôi dựng. Kể đấy, mẹ. Thôi được rồi, yên tao dựng nè. Tao dựng nhá. Ờ dựng em. Đấy này anh em dựng sát sát tí còn dễ nhảy. Dựng bạn hình như cái chỗ này anh em mình hai đứa đều nhảy được đấy. Có cái mấy cái này này. Đây thôi. Ok, lên đi. Lên được lên. Đây rồi, lên. Tôi cảm tưởng tôi với ông đang chơi kiểu con trai ngày xưa ấy. Ui, lên. Mình kéo lên được bạn ạ. Tao lên được này. Hình như thằng địch nào đi móc mình à? Nghe thấy không, méo nào nhỉ? Không, có thằng nào đâu. Đấy, à, con có, chó. Con chó này. Sao mày làm gì ấy hả? Con chó này. Bắn nó đi. Mày này. Con chó này. Kệ mẹ đi. Lên trèo tiếp bạn. Đang leo núi. Ồ. Trèo lên được mà. À, được rồi. Cái tóc không lên được nữa rồi. Ui chết. Đây. Dũng. Đây. Địch nó ở dưới chân à? Đâu? Bông keo nó nổ mẹ rồi. Cái gì đấy? Kéo được rồi. Địch đâu hết rồi. Côn nốt trận này win mẹ rồi đồ. Đẹp thế bạn ơi. Xem mấy thằng địch nữa. Trốn đâu hết rồi. Leo núi từ nãy ra còn chưa ai chết. Còn một thằng. Thằng nào kiểu nó vừa câu liệu không ạ? Ơ, trên tường à? Trên này à? Ôi, chán thế, chưa kịp leo núi. Đâu nhỉ? Không? Nó chạy đâu rồi ấy ông ạ? À? Thôi, trả bo thu đi mà. Thế này, chơi mịn à gì? Hình thái này chưa được rồi. Nó trốn mẹ ở trên rồi sao? Lên tầng đi bạn đi. Nó trốn ở trên đấy. Ờ, thế chắc thì có trên. Chấp bo tí ấy, lên tầng đi. Rát vãi. Mình ở trong bo. Thế này, đây này, thế rồi. Con lợn này. Ui, tao phải lên mãi trên này, Dũng này. Nó ngay trên tầng này. Không sủng gì ấy. Bắn đi bạn. Chết mẹ ơi. Tao chạy ngáo vãi. Kiểu cái ấy này. Ui, nó bắn tao rồi. Nó lên mãi trên rồi. Thế giết máu đi. Nhiều máu không? Chúng mình giết máu ấy. Nó trên đấy. Biết rồi, nó mẹ tuổi gì không ấy. Sao? Mẹ bảo lên thì không lên này, anh em toàn mẹ rồi. Giết đi em ạ. Mày nghĩ nó không xài pho á? Nó mà xài pho mày tuổi Dũng ạ. Ui dồi. Mình hết máu rồi. Hết máu rồi á. Hết rồi. Mẹ nói vì gọi hay không ạ? Được. Vỗ tay ơi nhờ. Vỗ tay. Bây giờ là sao mua bạn? 3 trái dựng thành hàng ngang đấy. Ừ nhưng mà mua lục trước đi. Mua rồi, bạn yên mẹ con đấy. Thế cho máu hôm nay ông dựng một keo như quần quẻ anh em. Được rồi. Cảm giác sang đây không có quần áo mặc như kiểu cải chuồng. Rẻ rách vãi lìn này. Mày tao sang đây tao cũng có quần áo mặc cái thể. Mình thấy không? Nó đỡ rẻ rách hơn mày nhiều. Có cả Ngộ Không chơi nhá. Quá rẻ tiền. Hôm nọ tao đăng nhập vào ngày 19 tháng 4 cái gì đấy. Nó tặng miễn phí cái gì đấy. Úi dụ ơi, đi bán nào. Đấy. Mời bên nhau bạn nhớ. Mình qua đây. Đéo, và đéo. Thế thì à, nó lên trong nhà này. Bạn ơi. Ui, mấy con chó. Ui. Bắn chết ui. Bạn
chết đi bạn ơi. Sao lại thế? Chết đi bạn. Sao lại thế? Này này. Máu đã anh em ạ. Bắn rát quá, mấy thằng thái lọ này bắn rát quá bạn ạ. Ôi. Mãi bên nhau bạn nhớ. Lên mái nhà bạn. Ôi, có một đứa lên ông nhà ấy, tôi vừa thấy rồi. Lên mái nhà. Giết nó đi. Thấy nó không? Mãi bên nhau. Xong rồi. Xem nó trốn mẹ đâu rồi. Bên địch còn một thôi. Thế thì bên này, thế thì bên này rồi. Chỗ nào nhỉ? Hay có khi là nó thoát trận nhỉ? Trận 2 mình đủ tiền mua 6 keo ấy, mình mua luôn đó. Ừ. Ô đây này. Đây đằng sau đây, bạn. Đây. Mày này. Tao nhá. Mình nghĩ là bạn cũng đủ nhận tiền được mua những để con mình mua đâu. Tao có 700 vàng. Để được K6 này. Mua thông sơn chỉ để mua được 2 trái thôi. Ok. Ôi, mày mua được 4 không? Ừ ok. Vứt buông keo đây, một trái được rồi. Có không? Vứt đây. Ra đây không lấy bây giờ. Đúng rồi. Tao có tiền mua thông sơn này. Cuộc đời lính anh lắm, ở ta mất ngay. Ok bạn. Ui, ra đây nhá, dựng đàng hoàng nhá. Dựng ở đâu? Dựng đây đây. Đây này, bên cạnh nhà cho nó máu này. Dựng nhanh cái không địch nó bắn chết mẹ. Ông ba cái dựng lên trên hộ cái. Được chưa? Dựng cái này tôi với ông làm hàng rào phòng thủ. Nào, đi ra. Mẹ đứng đây, tôi đố cho nó qua không ạ? Đấy, mấy thằng đồng đội đã có thằng nào cũng cục mẹ rồi. Đẹp quá ấy. Z-Friend. Nếu có hàng đoạn là chán chứ. Mẹ, tôi với ông đứng mẹ ở đây. Đây này, đứng vào cái chỗ kẽ này. Ông đứng bên kia đi. Người anh em. Đây phía trước đi. Mẹ, cái này là mình che cho bông keo chứ không phải bông keo che cho mình các bạn ạ. Ui, hàng rào phòng thủ, mẹ tao đố chúng mày bắn đi. Trời ơi. Méo lo bạn ơi. Ba đứa, không sao. Bỏ tiền ra mua bông keo xong bây giờ không có tiền mua thông sơn. Tao có cả tiền mua thông sơn này. Ôi nó bắn nổ mẹ ơi. Thông sơn nó bắn đi. Nó bắn nổ mẹ ơi. Ui, tao bị ngộ không. Sao bạn lại chơi? Đùa tí làm gì căng. Đây đây một đứa ấy. Mà bắn như vậy à? Mày này. Ok. Đấy, mấy thằng dân sơ mày tính tiền gì? Có thông sơn nhưng không chịu ra bắn. Đấy là gì? Ê Dũng ơi, bây giờ tôi với ông chơi trò này, tôi với ông sẽ mua bông keo, xong dựng mẹ thành vòng tròn đứng bả trong ấy Dũng ạ, xem mấy thằng địch nó chơi kiểu gì. Ok luôn. 12 trái luôn, cho chúng nó bắn thoải mái nhá Dũng nhá. Đi, đây đây. Mình mua 9 trái rồi bạn. Rồi, chờ tí. Nói chung nó bắn ấy, tôi với ông lại dựng thêm. Được chưa? Dựng hẳn vòng tròn to luôn. Từ từ. Vào hẳn trung tâm ấy. Không bạn ơi, bạn phải vào trung tâm này tí bo thu mà. Lên hẳn trên này dựng này. Vào trong đi mình dựng cho. Xong bạn dựng một lớp lên trên nhá. Cho máu kiểu hai lớp ấy. Đây rồi này. Vào đây đứng lại, tao dựng. Rồi, ok. Bạn dựng một lớp vòng lên trên đi. Chúng nó câu được liệu quần què. Đúng rồi, dựng cái nữa đây. Tao đố bọn địch câu được cái gì ở trong này đấy. Cẩn thận nhá, nó bắn nổ dựng luôn. Nó bắn nổ dựng luôn không ạ? Thôi bạn không dựng được nữa đâu. Dựng nó bất ở dưới đấy. Thì thế nhưng mà chúng nó bắn nổ mình mới dựng mà là không sao. Bạn hộ cái bọn này. Ở trong này an toàn bạn nhá. Chết cùng nhau bạn nhá. Không, sướng khổ cùng nhau bạn nhá. Ui mấy thằng địch nó làm gì mình ấy. Ui đừng. Ôi nó cũng dựng bông keo, thằng nào dựng thêm vào cho chắc vậy, đồng đội mình à? Ô đứng. Mấy bạn này làm gì đấy, sợ quá. Ui nó phá bốn phía. Đừng phá. Ui, mà. Nó bắn qua kẽ chân mình bạn ơi. Ui. Nó bắn qua kẽ chân mình. Sợ ơi. Mấy anh ơi. Sao em. Ui, tao thằng địch, tao đi cả trang, Mẹ mày. Ôi Dung ơi. Mày đứng ra bên ngoài rồi. Nó bắn tao. Tao không sao. Nó bắn tao. Mày đứng ra bên ngoài rồi. Tao không biết. Mày chết chưa? Chết mẹ rồi. Tao đang bắn sống. Đâu mấy trường. Chạy. Run away. No. Completely. Cứu. Help me. Đồng đội chết hết mẹ rồi. Con chó này. Mày này. Nhảy đi. Mẹ, anh em đang dựng bông keo chơi bọn này, láo. Trái bạn ơi, trái. Bây giờ. Láo này. Thằng nào nữa? Cứu nhau đi. Cứu nhau đi. Ở đâu? Cứu nhau đi. Ôi.
Sợ với trở đang dựng mông keo chơi. Yeah. Không đấy, thèm cứu nhau. Úi rồi. Chip bộ kêu tha hồ tiền ông ạ. Ai. Giờ tôi với ông chơi cũng chơi dựng hai lớp gần nhau đi bạn ạ. Không cần dựng lên cao đâu. Ừ. Ừ cho nó chắc chắn ông ạ. Tôi nhiều bông keo vãi trưởng rồi. Đây cứ mua nhiều rồi. Hai trái thôi. Có thông sơn. Đây đây ok. Tôi ra mua thêm liệu khói nhá. Kia. Mua liệu khói tôi với ông bay lắc ở trong nhá. Có súng chưa? Có rồi. Nãy dựng súng ra ngoài mẹ luôn. Đâu? Đây 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 đây. Ừ tay thành Dũng để đi bạn, đấy. Ra hẳn trung tâm đi. Đây đây, bông keo này. Ó đi đi đi, nhiều lắm. Ok. Được chưa? Đi đi đi. Đi bạn ơi. Thêm hai trái này chia đều. Anh em sướng khổ cùng nhau mà mình. Okay, mình có 16 trái mà đi. Ra hẳn trung tâm này bạn ạ. Dựng đi bạn. Rồi. Vào đây. Vào đây vào trong đi. Ông dựng thêm một vòng tròn ở trong ấy. Ui méo hiểu sao? Ừ. Đéo tí này chứ, thế đéo nào được. Đéo còn chỗ đứng rồi. Tôi được rồi. Tôi đỡ dựng bé mẹ ơi, thôi kệ mẹ đi không sao đâu. Bông keo to chắc lắm ông ạ, không sao. Bông khói đâu bạn. Ê, ở đây đi. Tao mày bay lắc ở đây này. Bay, bay bên nhau bạn nhá. Sướng khổ cùng đi bay bạn nhá. Úi giời ơi. Bên này, tao không có hành động, có mỗi cái này thôi. Bay nhớ gọi mình nhớ bạn nhớ. Ui. Sao trận này team mình bắn khỏe thế? Team địch còn một đứa kìa. Tôi với ông đứng mẹ ở trong này chơi. Tôi nghĩ thằng kia sắp chết mẹ rồi, nó không sống được đâu. Chết đi, số 3 chết mẹ mày đi. Thôi, thằng kia giết thằng kia đi để hai anh em ở trong này. Ui kẻ đệ mẹ. Ui mẹ ơi. Anh em đã kịp quẩy. Xả hàng bông keo. Win game hả nè? Easy game đúng không? Đấy.